đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 1881. Thu tiên thú, mưu đồ phía sau. Xem ra còn giữ lại chút thần trí, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Cố Trường Ca không muốn lãng phí thời gian, hắn lựa chọn động thủ ngay lập tức. Mặc dù Hắc Ám Vọng Nguyệt sánh ngang với tàn tiên, nhưng cũng chỉ ỷ vào thiên phú của chủng tộc và thân thể kinh khủng đó mới có thể thôn vệ kẻ thành đạo dễ dàng như vậy. So với tàn tiên chân chính thì nó nhỏ yếu hơn rất nhiều. Ầm. Uhm. Cố Trường Ca ra tay, hắn phất ống tay áo một cái, ngàn vạn đạo kiếm khí chia tách ra khắp bát phương trong vũ trụ. Tỏa ra tia sáng rực rỡ chói mắt tựa như ngàn vạn ngôi sao chiếu cho nơi này sáng lấp lánh. Ngàn vạn đạo kiếm khí này chia tách ra dựa theo thứ tự chư thiên tinh đấu, lúc vừa xuất hiện đã trào ra sát ý kinh thế vô tận, phản phất như đã được trui rèn suốt mấy kỷ nguyên, chịu tải ý chí giết chóc của hàng tỷ sinh linh. Mặc dù đại trận diệt ngục tiên sát đến từ địa ngục chưa đạt đến mức hoàn chỉnh là có 10 người trưởng kiếm nhưng dưới sự nghiên cứu của cố trường ca, mặc dù chỉ thi triển một mình thì nó cũng có thể bộc phát ra uy thế huy hoàng vô địch. Đặc biệt trận này có thể trực tiếp phong tỏa cả phiến vũ trụ, khiến hắc ám vọng nguyệt khó chạy trốn được nữa. Ư ừ, ư ư, những âm thanh sắc nhọn như ma âm phát ra từ miệng hắc ám vọng nguyệt, có tính xuyên thấu rất kinh khủng, những sóng âm kia khuếch tán ra giống như những gợn sóng, tựa lưỡi đao bén cắt đứt hết thảy một cách dễ dàng. Những tuyệt âm sinh linh chung quanh chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì đã trực tiếp tan vỡ nổ tung, hóa thành sương máu đầy trời. Cái miệng khổng lồ của hắc ám vọng nguyệt như vực sâu. Trăng nanh đen xì lộ ra vẻ sắc bén, đột nhiên nó quyết tâm lao tới phía cố trường ca cắn hắn. Nó cũng không ngốc, khi biết được cố trường ca muốn ra tay với nó thì nó cũng không còn hy vọng chạy trốn nữa, nó đã thể hiện ra một mặt rất hung dữ điên cuồng. Nhưng mà cố trường ca đã đoán được từ trước, hắn không suy nghĩ gì nhiều. Xoẹt! 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 Ngàn vạn đạo kiếm khí huy hoàng rơi xuống cứ như là thiên phạt, sự sát phạt ngút trời trực tiếp cắt thân thể của hắc ám vọng nguyệt ra, đâm thủng xương cốt của nó. Đây là một cảnh tượng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Những lỗ máu kinh khủng nổ tung trên trên thân thể gần như vô cùng vô tận kia, mưa đen cuồn cuộn như muốn bao phủ vùng vũ trụ này. Mỗi một đạo kiếm khí đều được ngưng luyện ra từ pháp tắc, mặc dù không phải thần binh nhưng mức độ sắc bén lại vượt xa thần binh. Ngay cả hắc ám vọng nguyệt cũng thấy đau, nó phát ra tiếng kêu rên, thân thế to lớn đang nhanh chóng thu nhỏ hồng giảm bớt đau đớn. Quả nhiên có thể khống chế kích cỡ của bản thân. Thấy thế, ánh mắt của cố trường ca lóe lên dị sắc. Vốn dĩ hắn muốn thu phục đầu hắc ám vọng nguyệt này nhưng suy xét đến thân thể to lớn của nó thì việc thu nó vào nội vũ trụ như thế nào lại trở thành một rắc rối không nhỏ. Bây giờ hắc ám vọng nguyệt cảm thấy đau đớn nên không kìm được phải thu nhỏ thân thể, đây là một cơ hội vô cùng tốt đối với cố trường ca. Nghĩ như vậy, cố trường ca triệu hoán A nhị ra, sai hắn tiến lên tấn công hắc ám vọng nguyệt. Bình thường A nhị luôn ở trong nội vũ trụ, không hiện thân ra thế giới bên ngoài sau khi cố trường ca tiến vào tuyệt âm thiên đã thu hồi a nhị vào trong nội vũ trụ ầm um, một cây thần thương được chế tạo từ minh thiết thần kim quét ngang thanh quanh mịt mờ cường thế tuyệt luân tựa như có thể bổ đôi toàn bộ vũ trụ a nhị chính là nhân vật cổ xưa nhất trong địa ngục ngoại trừ địa ngục chi chủ thực lực bản thân hắn đã ở mức tàn tiên cho dù cố trường ca không xuất thủ chỉ để mình a nhị trấn áp đầu hắc ám vọng nguyệt này thôi cũng dư sức rồi Hắc ám vọng nguyệt hoàn toàn không ngờ được vào lúc này lại còn xuất hiện thêm một nhân vật có khí tức khiến nó cảm thấy đáng sợ. Nó càng nóng nảy hơn, khí tức kinh khủng tuôn trào khiến cho vùng vũ trụ này cũng bắt đầu tan vỡ. Càng ngày càng nhiều tuyệt âm vũ khí lao ra từ trong những khe hở kia rồi bao trùm cả thế giới bên ngoài. Phương vũ trụ này vốn không hoàn chỉnh, trước đó đã trải qua trận chiến giữa Cố Trường Ca, Luân hồi Cổ Thiên Tôn và Lục Đại Cổ Tổ nên đã trở nên cực kỳ rách nát. Bây giờ nơi đâu cũng hoang tàn, khe hở đáng sợ xuất hiện ở khắp chốn, không gian bích chướng đã trực tiếp vỡ vụn ra, khiến cho Tuyệt Âm Vũ Khí vô hạn cứ như bất chợt tìm thấy một chỗ thoát nước vậy. Trực tiếp phun ra ngoài từ những khe hở kia. Ầm. Uhm. Trận chiến ở đây không kéo dài quá lâu, Hắc Ám Vọng Nguyệt căn bản không chống cự lại được công kích kinh khủng của A Nhị. Giữa những cơn đau không dứt, nó phát ra tiếng kêu rên, hình thể khổng lồ đang liên tục thu nhỏ cuối cùng ngàn vạn đạo kiếm quang huy hoàng rơi xuống, hóa thành kiếm đạo pháp tắc chém vào trong thân thể nó, biến thành xiền xích trói chặt nó lại. Cố trường ca lấy một pháp khí không gian ra, dùng đại pháp lực mở một mảnh hư vô ra ở trong đó rồi nhốt hắc ám vọng nguyệt vào. Sau đó mới thu pháp khí không gian này vào trong nội vũ trụ. Dù sao hiện giờ nội vũ trụ của hắn còn chưa đến mức có thể so với thượng giới, nếu hắc ám vọng nguyệt tránh thoát những pháp tắc kia, không chừng sẽ tạo thành uy hiếp cho nội vũ trụ của hắn. Sau đó cố trường ca hóa thành một đạo thần quan tìm đến chỗ gian sở sở để tụ họp, định rời khỏi mảnh tuyệt âm thiên này. Lúc trên đường hắn tùy tiện tìm một lý do để giải thích nguyên nhân và ngọn nguồn cho việc tuyệt âm thiên bộc phát, từ đó để gian sở sở hết hy vọng. Hiểu rằng nàng không có năng lực xử lý chuyện này. Chương 1882 Quả thật là một thời cơ rất tuyệt hình như trước đây động phủ này đã bị ai đó tìm kiếm rồi một vài tấm chế đã mục nát hư hỏng không còn hoàn chỉnh nữa chẳng lẽ chúng ta đã đến chậm một bước nơi này đã bị người khác đoạt mất từ trước rồi hiện tại tại tiểu thế giới trống trải trong thượng giới cách nơi tuyệt âm thiên bạo phát không xa sương mù tím bốc lên hào quang mù mịt vô số cổ một mênh mông bạc ngàn bao phủ khắp nơi cực kỳ bao la hùng vĩ thần sơn cổ nhạc nguy nga hùng vĩ tựa như một cự nhân cổ lão sừng sững ở giữa thiên địa soạt 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 từng đạo thần hồng lướt qua trên bầu trời vô số thiên kiêu và tu sĩ trẻ tuổi hoặc khống chế phi kiếm hoặc khống chế pháp khí hay đạo đỉnh đi tìm kiếm trong tiểu thế giới này bọn hắn thường hay nhìn thấy bên cạnh khe đá hoặc khe núi có chút dược liệu cổ lão lâu năm phát ra linh quang mờ mịt giá trị không nhỏ cực kỳ khó tìm thấy ở thế giới bên ngoài đương nhiên ở đây còn có rất nhiều hung thú, hoặc to lớn như ngọn núi, hoặc dương cánh phun sương độc ra, tất cả đều vô cùng hung dữ đáng sợ. Bình thường tiểu thế giới này được giấu trong hư không, bị vô vàng cấm chế phong tỏa. Bây giờ tuyệt âm thiên bột phát xé tan tất cả cấm chế bên ngoài, bởi vậy mới khiến khí tức của nơi này thoát ra, thu hút nhiều tu sĩ đến đây tìm bảo vật và khám phá bí ẩn phần lớn mọi người đều suy đoán đây là động phủ để bế quan của một vị tiên nhân trước tiên cổ nào đó, nơi này còn vương lại một loại khí tức cực kỳ cổ lão tan thương. Đương nhiên nếu là động phủ của tiên nhân chân chính thì e rằng ngay cả kẻ thành đạo cũng sẽ bị kinh động. Trái lại rất nhiều thế hệ trước còn cảm thấy đây chỉ là một động phủ mà một vị tiên nhân nào đó đã từng ở, chưa chắc đã là chỗ bế quan tu hành. Tuy vậy đối với bọn hắn, chỉ cần nhiễm được một chút tiên vận ở đây cảm ngộ được điều gì ở trong đó thì cũng đủ hưởng thụ cả đời rồi. Sau khi tới đây, một vài tuổi trẻ trí tôn cũng bắt đầu tìm kiếm bia cổ và tàn kinh. Hoặc là đến trước một vài dốc đá. Vách đá để cảm nhận vết tích mà vị tiên nhân đã để lại trước kia, muốn thôi diễn ra thứ gì từ trong đó để giúp tu vi của mình tiến thêm một bước. Tất nhiên nếu có thể ngẫu nhiên đạt được di khắc của tiên nhân thì không thể tốt hơn. Vật mà tiên nhân lưu lại, Sao hạng người phàm tục có thể tìm được chứ? Nếu như nơi này có cơ duyên thì cũng chỉ có thể rơi vào tay ta. Một tuổi trẻ Chí Tôn đang đi lại giữa núi sông, hắn có thân hình cao lớn, người mặc kim y, mái tóc màu vàng rực rỡ tựa như đang tỏa sáng. Bước chân của hắn không nhanh không chậm nhưng lại ẩn chứa một tiết tấu nào đó xuyên thẳng qua nơi này. Phía sau hắn có không ít tùy tùng đi theo, bộ tộc nào cũng có, thực lực cường đại, khí huyết kinh người người này chính là cổ đại quái thai của tử tiêu cốc, Kim Vân. Hắn cực kỳ tự phụ, cảm thấy trong đồng lứa có rất ít người đủ sức làm kẻ địch của hắn. Cho nên hắn không muốn đi cùng với mấy vị tuổi trẻ trí tôn, thiên hoàng nữ và lục quan vương khác mà lại muốn tự dẫn tùy tùng đi thăm dò nơi này. Hơn nữa hắn cũng có một loại đồng thuật thiên phú tên là Hoàng Kim Thần Đồng, có thể thấy rõ phương hướng lưu chuyển của đủ loại khí bên trong thiên địa. Người sống có sinh khí, vật chết có tử khí, đương nhiên linh vật cũng sẽ có linh khí. Hiển nhiên vật mà tiên nhân lưu lại cũng sẽ ẩn chứa tiên khí. Lúc tiến vào tiểu thế giới này, Kim Vân đã phát giác được có một ý vị cực kỳ bất phàm đang lưu chuyển ở đây. Kim Vân rất thông minh, hắn cố ý tách ra một đoạn so với mấy vị tuổi trẻ trí tôn khác, sau đó lòng vòng một đoạn đường rồi mới đi đến vùng đất đặc biệt kia. Hướng này có rất ít tu sĩ, không có ai khiến hắn phải để mắt cả thân là cổ đại quái thai, hắn cực kỳ tự tin về thực lực của mình. Ngoại trừ loại tồn tại không theo lẽ thường là cố trường ca kia là hắn không địch lại được, còn những người khác hắn đều có niềm tin sẽ chiến thắng. Không lâu sau, sắc trời đã trở tối, trong tiểu thế giới này cũng có trăng sao dịch chuyển, ngày đêm luân phiên. Giữa thiên địa vô cùng mờ ảo, rất nhiều quan huy đang đang xen lưu chuyển. Đa số thiên kiêu trẻ tuổi đều tự tìm nơi để ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chờ bình minh lên lại tìm kiếm chỗ này tiếp. Không giống với sự tĩnh lặng lúc ban ngày, vào ban đêm vùng tiểu thế giới này lại có vẻ không bình yên lắm. Vậy mà lại đi về nơi đó, xem ra quả thật là một thời cơ rất tuyệt. Vả lại còn là một con mồi cực kỳ phù hợp, cổ đại quái thai của tử tiêu cốc. Tại một doanh địa, nam tử Lam Sam đang ở chung với vô số sư huynh đệ đồng môn, hắn ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hình như đang nghỉ ngơi đột nhiên hắn mở mắt ra, khuôn mặt nho nhã sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo. Thỉnh thoảng lại có những tia kim quang lóe lên trong đó rồi biến mất. Ngay cả mái tóc của hắn cũng tản ra quang huy mờ ảo, cả người để lộ một cổ khí tức siêu nhiên phấn chấn. Hợp nhất với thiên địa, hòa hợp với đại pháp, tâm cảnh an nhiên, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng mang theo một loại đạo vận đặc biệt nào đó. Hắn có đạo nguyên chân thể, một loại thể chất cực kỳ thần bí, từ xưa đến nay ngay cả trên thượng giới cũng chưa từng xuất hiện được mấy lần nên hắn mới tự tin như vậy loại thể chất này bẩm sinh đã hòa hợp với đạo thậm chí khi mới chào đời trong thân thể đã sản sinh đạo chi chân nguyên có thể hấp thụ sức mạnh của vạn vật trong thiên địa chỉ cần thần hồn không biến mất thì pháp lực cũng sẽ không biến mất có thể nói là vô cùng vô tận trời sinh đã đứng ở thế bất bại huống chi trong cơ thể hắn còn ẩn chứa một khỏa ma chủng của cố trường ca, căn bản không cần đắn đo có thể giết được tuổi trẻ trí tôn cùng thế hệ không. Chương 1883 Ra khỏi tuyệt âm thiên Lam Dật Phi nhìn bốn phía chung quanh một lượt, thấy tất cả sư huynh đệ đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Đệ tử phụ trách tuần tra cũng không phát giác ra dị trạng ở chỗ hắn. Thời gian một khắc cũng đủ để lấy bản nguyên của hắn xong trở về rồi đôi mắt của hắn trở nên cực kỳ sâu thẳm, thở dài một tiếng với vẻ hình như hơi bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhẹ nhàng rung ống tay áo, để lại một đạo thân khó phân biệt thật giả ở tại chỗ, còn chân thân lại hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng lao đi không còn tung tích nữa. Tại một nơi khác, một thiếu nữ mảnh mai thanh lãnh như tiên mặt quản tụ lưu tiên quần đang mang một con đại hồng điểu theo thừa dịp trời tối đi về phía nào đó trong tiểu thế giới này. Thỉnh thoảng nàng lại nhíu chặt mày lại, dường như đang tranh cãi gì đó với Đại Hồng Điểu bên cạnh, đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm vài câu. Nơi này, có tiên đang gì đó thật à? Bên ngoài Tuyệt Âm Thiên, một thông đạo không gian mơ hồ bị mở ra. Thân ảnh của Cố Trường Ca và Giang Sở Sở hiện lên từ trong đó. Hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ không nhiễm hồng trần, căn bản không giống như vừa đi ra từ một vùng đất khủng bố tràn đầy nguy hiểm y bào gọn gàng sạch sẽ, không có chút thương tích nào. Khí tức cũng ung dung bình thản. Mấy kẻ thành đạo của Thiên Hoàng Sơn, vô tận hỏa quốc và tử tiêu cốc hơi co rụt con ngươi lại, sau đó điềm tĩnh dời mắt đi. Bọn hắn đều không ngờ vậy mà cố trường ca lại thoát ra khỏi tuyệt âm thiên chỉ trong thời gian ngắn như thế. Hơn nữa còn mang thánh nữ gian sở sở của nhân tổ điện ra ngoài. Là trường ca thiếu chủ. Trường ca thiếu chủ hắn còn đưa thánh nữ sở sở ra ngoài thấy thân ảnh của cố trường ca và giang sở sở tất cả tu sĩ và sinh linh chung quanh đều không nhịn được kinh hô sinh linh của các thế lực đạo thống cũng nhìn sang khiếp sợ không gì sánh nổi tốt quá rồi thánh nữ đã đi ra may mà nàng vẫn bình yên vô sự nếu như thánh nữ gặp phải chuyện bất trắc nào đó chúng ta có mặt mũi gì đi đối mặt với chư vị lão tổ đây may mà có trường ca thiếu chủ Tốt quá rồi, tốt quá rồi, rất nhiều tộc lão của nhân tổ điện ở đây đều trở nên cực kỳ kích động, bọn hắn vội vàng vây quanh. Tất cả tu sĩ cũng vô cùng phấn chấn. Bọn hắn đều cảm thấy vui mừng trước sự xuất hiện của cố trường ca và thánh nữ gian sở sở của nhân tổ điện. Tuyệt âm thiên chính là vùng đất cực kỳ hung hiểm, kẻ thành đạo cũng không dám tùy tiện đi tới thánh nữ của nhân tổ điện bằng lòng chịu nguy hiểm đến tính mạng để bước vào trong đó tìm phương pháp phá giải cho ngàn vạn sinh linh. Phần ân đức này đủ để chúng sinh ghi ca, khắc, hơn nữa bọn hắn còn vô cùng cảm kích. Phải biết thánh nữ của nhân tổ điện chỉ là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí tu vi còn chưa đến chuẩn trí tôn cảnh. Mà những tồn tại kẻ thành đạo của bất hủ đạo thống, vô thượng đại giáo xung quanh lại nấn ná ở đây. Không dám tiến lên vừa so sánh như thế, lập tức đã phân ra cao thấp. Trong mắt của vô vàng tu sĩ và sinh linh, địa vị của những kẻ thành đạo kia đều kém xa thánh nữ gian sở sở của nhân tổ điện. Hơn nữa dù cố trường ca bị vu hãm là người thừa kế ma công, nhưng hắn lại chịu nguy cơ trở thành địch của cả thế gian để đến đây tìm kế sách phá cục cho chúng sinh. Tấm lòng cam nguyên xông pha khói lửa cho thương sinh này của hai người khiến ai nấy đều xúc động khâm phục. Thánh nữ, Ngài không sao chứ? Giang Sở Sở nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh mình, thần sắc có hơi hoảng hốt. So với thế giới bình yên bên ngoài, bên trong Tuyệt Âm Thiên là một mảnh mông lung tĩnh mịch, toát lên khí tức khiến người ta vô cùng sợ hãi áp lực. Giờ đây nàng có cảm giác như được thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thấy một đám tộc lão của Nhân Tổ Điện chạy tới hỏi han Ân Cần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh của nàng cũng lộ ra nét nhu hòa. Nàng khẽ gật đầu đáp, ta không sao, may mà có Trường ca thiếu chủ. Nếu hắn không chạy đến đây ra tay cứu ta, chỉ e ta đã bỏ mạng trong miệng những tuyệt âm hung thú đó, trở thành đồ ăn cho chúng rồi. Nói đến đây vừa hay trên gương mặt nàng cũng hiện lên nỗi sợ hãi trùng mình. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người có hơi thổn thức, không hề nghi ngờ lời nói của thánh nữ nhân tổ điện Giang Sở Sở. Không cần phải nhiều lời, bọn hắn cũng có thể đoán được mức độ hung hiểm bên trong tuyệt âm thiên nếu người bình thường xâm nhập vào đó thì e rằng chỉ nháy mắt sẽ hình thần câu diệt xương cốt cũng chẳng còn thánh nữ của nhân tổ điện có thể kiên trì được lâu như vậy cho đến khi cố trường ca đi vào đưa nàng ra đã xem như thiên phú dị bẩm rồi đa tại trường ca thiếu chủ nghe vậy đám tộc lão của nhân tổ điện đều thi nhau chắp tay cảm tạ cố trường ca bên cạnh Mặc dù bên ngoài đang đồn đại cố trường ca là nhân tổ chuyển thế, nhưng mà là thật hay giả thì chỉ có các nàng mới rõ. Không có gì, thánh nữ sở sở với ta tâm đầu ý hợp, sao ta có thể để nàng rơi vào nguy hiểm được? Cố trường ca mỉm cười nói, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ấm áp khiến cho người ta như chìm trong gió xuân. Chương 1884 Giang sở sở kiên quyết nghe đồng thánh nữ nhân tổ điện chính là hồng nhan của trường ca thiếu chủ xem ra đó không phải là giả cam lòng chịu nguy hiểm lớn như vậy để đến đó cứu nàng đời này nếu có được một người như thế thì còn mong gì hơn vô số nữ tu sĩ chung quanh thấy được cảnh tượng này trong mắt đều ẩn chứa tia sáng kỳ dị kinh người và cả sự hâm mộ đương nhiên các nàng cực kỳ hâm mộ các nàng cũng muốn vào thời khắc nguy hiểm như thế sẽ có người đứng ra cứu các nàng Dĩ nhiên các nàng cũng biết đây cùng lắm cũng chỉ là mơ ước viển vông. Cố Trường Ca là trích tiên cõi cửu thiên, mà các nàng chỉ là hạt bụi nhỏ ven đường. Chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chạm đến. Thánh nữ của Nhân Tổ Điện ngoài thân phận ra, ngay cả tư sắc cũng hơn xa các nàng, nàng đủ để khiến vô số thiên chi kiều nữ ở thượng giới phải ảm đạm phai mờ. Giang Sở Sở đang ôn chuyện với các vị tộc lão của Nhân Tổ Điện, nhưng đột nhiên đúng lúc này ánh mắt của nàng lại trở nên lạnh lẽo. Tóc đen bay múa, toàn thân nổi lên ý vị thanh lãnh siêu nhiên, thậm chí còn ẩn chứa sự hiên ngang lạnh thấu xương, nàng lạnh lùng liếc nhìn vị trí của thiên hoàng sơn. Tử tiêu cốc và vô tận hỏa quốc, giọng nói bình thản đồng thời rất rành rọt vang lên, từ hôm nay trở đi, phàm là đạo thống vô hãm trường ca thiếu chủ là người thừa kế ma công. Tất cả sẽ trở thành kẻ địch với nhân tổ điện ta Giọng nói của nàng rất lạnh lẽo Ít đi sự bình thản lạnh nhạt như trước giờ nhiều thêm khói lửa sát ý ngữ khí còn quả quyết không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào nghe vậy tu sĩ nào cũng có một loại cảm giác lạnh rung dường như đã nổi một lớp da gà tất cả trừng to mắt tựa hồ không tin vào lỗ tai mình nơi này còn trực tiếp trở nên ồn ào xôn xao cứ như một ngôi sao băng đã rơi vào biển sâu tạo nên sóng to gió lớn Dì cơ thánh nữ ngài đang nói gì vậy đám tộc lão của nhân tổ điện cũng không dám tin tưởng. Nhưng cũng có người đã nhanh chóng phản ứng lại, hiểu rõ hàm ý của gian sở sở khi nói ra những lời đó ngay trước mặt tất cả tu sĩ ở đây. Đó không chỉ là tỏ thái độ, mà còn là tuyên bố cho mấy đạo thống vô tận hỏa quốc, thiên hoàng sơn và tử tiêu cốc biết. Rằng cố trường ca không phải người thừa kế ma công mà là bị người khác vu hãm. Địa vị của nhân tổ điện cực kỳ siêu phàm, Bọn hắn sở hữu lượng tín đồ gần như vô hạn ở trên toàn bộ thượng giới. Thật ra không có bất cứ thế lực đạo thống nào muốn phát sinh tranh chấp với Nhân Tổ Điện, vô duyên vô cớ trước lấy phiền phức. Vô số năm cho tới nay, Nhân Tổ Điện đã giải quyết rất nhiều tai họa nguy nan cho chúng sinh, cho dù ở một vài hạ giới hẻo lánh cũng có không ít tín đồ của bọn hắn. Bây giờ thánh nữ của Nhân Tổ Điện nói cho tất cả mọi người những lời này, không khác gì nói cho ngàn vạn sinh linh rằng cố trường ca không phải người thừa kế ma công. Hắn chỉ bị người khác vu hãm. Quả thật sức ảnh hưởng lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cổ một sung xuê, sơn nhạc cao ngất, bóng đêm mờ ảo, tinh vân dày đặc. Vô số dây leo giống như những con rắn độc đang rủ xuống giữa núi cao, chúng lan khắp một vùng lớn, rất nhiều bóng đen đổ xuống. Nơi xa có không ít dị thú thời kỳ cổ lão đang phát ra tiếng gào thét trong buổi đêm yên tĩnh tiếng kêu gào đó càng rõ ràng hơn khiến cho chim chóc muôn thú rắn độc côn trùng chung quanh đều cả kinh tránh né nơi đây cực kỳ trống trải nếu căn cứ theo ghi chép thì đây chính là vùng đất linh khí động lại qua vô số năm tháng đã dựng dục ra thứ không tầm thường hiện tại cổ đại quái thai của tử tiêu cốc là kim vân đang dẫn theo rất nhiều tùy tùng đứng trên một ngọn núi nhìn thung lũng ở trước mắt những ngôi sao rủ xuống cánh đồng bằng phẳng bao la vần trăng tung tóe trên sông chảy cuồn cuộn, trong yên tĩnh lại lộ ra vài phần nguy hiểm. Đồng tử của hắn như được đúc từ hoàng kim, màu vàng rực rỡ chói mắt, những phù văn lập lòe bên trong, tỏa ra khí tức khủng bố khiến cho người khác sợ hãi. Không thể không nói hắn thật sự rất cường đại, chỉ khí tức như vực sâu biển lớn này cũng đủ để chấn nhiếp phần lớn thế hệ trẻ tuổi. Vào năm hắn xuất thế, danh tiếng của Kim Vân đã trấn áp đương thời, không một ai trong thế hệ đồng lứa có thể tranh phong với hắn. Sau này bởi vì sư môn mà hắn cảm thấy mình không có hy vọng thành tiên vào thời đại đó. Nên hắn đã phong tồn bản thân vào trong thần nguyên, chờ đến thời đại bây giờ mới đi ra. Số lần Kim Vân xuất thủ cũng không nhiều, cũng rất ít khi triển lộ thực lực của bản thân trước mắt người đời. Nhưng nhóm người lục quan vương quân diêu và thiên hoàng nữ đều không dám kinh thường hắn, bọn hắn cảm thấy hắn sẽ là một đại địch xem ra những luồng tự ý này chính là đăng khí, không biết là tiên đăng gì mà có thể trường tồn từ đó đến nay. Chỉ phong tồn ở đây thôi mà đã khiến mảnh thung lũng này diễn hóa thành một vùng đất lành. Kim Vân lẩm bẩm độc thoại, ánh mắt lập lòe, hắn nhìn chồng chọc phiến thung lũng phía trước kia, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo thần hồng rơi xuống đó. Sở dĩ hắn chọn động thủ vào ban đêm là vì cảm giác vào ban ngày. Đăng khí ở đây sẽ rõ ràng hơn loại tử ý nồng đậm đến tột độ kia sẽ càng lúc càng rõ ràng, đến mức sau này chỉ cần là tu sĩ thì đều có thể chú ý tới tử khí ngút trời ở đây. Đương nhiên còn có lý do khác, đó là để tránh đêm dài lắm mộng, bị những người còn lại đoạt mất. Chương 1885 Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Đại nhân, chúng ta có cần ở lại đây chờ ngài không? Thân ảnh của Kim Vân rơi xuống đỉnh núi, hắn tức bước đi trong vùng bình nguyên rộng lớn này bóng cây bốn phía trùng trùng điệp điệp cực kỳ cổ lão xanh tươi vài tên cường giả phía sau hắn không nhịn được mở miệng hỏi không định tiếp tục thâm nhập vào sâu trong đó theo kim vân ở vùng đất cơ duyên như thế này thân là tùy tùng tốt nhất bọn hắn nên canh giữ ở bên ngoài để đề phòng những người khác xâm nhập nghe thế kim vân gật đầu đáp vậy các ngươi ở lại đây đi Ta vào đó lấy đồ rồi sẽ ra ngay." Hắn rất tự tin về thực lực bản thân, không cảm thấy ở đây có nguy hiểm gì. Huống chỉ trong toàn bộ động phủ này, hắn cũng là người thứ nhất phát hiện chỗ dị thường ở đây. Ngay sau đó, thân ảnh của Kim Vân đã biến mất ở phía trước, hắn bước vào chỗ sâu trong thung lũng. Hắn nhìn ra được vào rất lâu về trước, chỗ này từng là một dãy cung điện, hiện giờ còn có không ít di chỉ hoang tàn. Tường đổ, cây già tháp vỡ, tràn ngập không khí tuế nguyệt tan thương, còn có thể thấy được trên vài cột trụ sụp đổ ở xung quanh quảng trường có điêu khắc phù văn quái dị. Dây leo chằng chịt bò khắp trên cột trụ và bức tường bốn phía, còn có một số gạch ngói rải rác ở các nơi. Kim Vân nhanh chóng xác định được nơi đăng khí tỏa ra dựa vào hoàng kim thần đồng của mình. Hắn đi về phía một tòa cung điện sụp đổ. Hắn cảm giác đó là một đang thất, có lẽ là nơi mà chủ nhân cũ của tòa động phủ này luyện đan những tùy tùng của kim vân đều ở đây xem ra hắn đã thật sự đi vào trong đó đúng là tự chọn một chỗ tán thân thích hợp cho bản thân mà ở nơi cách kim vân không xa một thân ảnh mờ nhạt như dung hợp với thiên địa đang từ từ đi đến tất cả tu sĩ đang phụ trách chờ đợi cách đó không xa đều không phát hiện dấu vết và tung tích của hắn đạo tử của đạo tiên minh là lam dật phi đi đến sắc mặt lạnh nhạt bình thản vậy mà giờ đây hắn lại như tử thần gặt hái sinh mệnh của người khác hắn xác định được dấu vết của kim vân bởi vì từ lúc mới bắt đầu hắn đã để lại ký hiệu của mình trên người kim vân tuy kim vân là cổ đại quái thai nhưng trong mắt hắn kim vân chỉ là một con mồi mà thôi may thay người mà kim vân đối mặt không phải cố trường ca bằng không hắn sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa ông ý nghĩ như vậy tốc độ của lam dật phi không nhanh không chậm trực tiếp đi về phía di chỉ đằng trước. Định lấy bản nguyên của Kim Vân ở đó. Hắn hiểu kế hoạch của cố trường ca, bây giờ gần như tất cả đạo thống trên thượng giới đều đang nhắm vào cố trường ca, vu hãm hắn là người thừa kế ma công chân chính. Thân là người biết được chân tướng, kỳ thực Lam Dật Phi cũng không còn gì để nói trước chuyện này, không biết rốt cuộc là vì chó ngáp phải rồi hay là cõi minh minh tự có thiên ý mà hết thảy mọi chuyện ở đây lại có vẻ trùng hợp như thế đương nhiên chắc chắn cố trường ca sẽ không thừa nhận chuyện này. Cho nên cố trường ca mới sai khiến hắn đến đây để lấy bản nguyên của những tuổi trẻ trí tôn kia, tạo nên một loại cục diện người thừa kế ma công chủ động hiện thân khiêu khích các đạo thống. Dù sao lúc này cố trường ca còn ở trong tuyệt em mờ thiên tìm phương pháp phá cục thay cho ngàn vạn sinh linh. Ở một chỗ khác lại có tuổi trẻ trí tôn bị người thừa kế ma công hạ độc thủ, nếu vậy chẳng phải tin đồn cố trường ca là người thừa kế ma công sẽ chưa đánh đã bại ư. Mưu tính hết thảy không để lộ sơ hở nào. Nắm giữ toàn bộ trong tay, tất cả mọi người đều biến thành quân cờ của hắn. Quả thực không rét mà run. Lam giật phi khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bình thản. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Kim Vân nên nhanh chóng tiếp cận, định động thủ giải quyết hết thảy ở đây. Tại sao lại cảm giác như bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Lúc này, ngay cả Lam Dật Phi cũng hoàn toàn không chú ý tới. Ở hướng khác trong mảnh di chỉ này, một thiếu nữ thanh lãnh như tiên đang nhìn thân ảnh của hắn với vẻ hơi ngạc nhiên. Tự Hồ không ngờ được ngoài mình ra còn có người khác đến nơi này. Thân hình của thiếu nữ Mảnh Khảnh, người mặc quản tụ lưu tiên quần, khuôn mặt trắng muốt mềm mại, ngũ quan tuyệt mỹ siêu lòng người, ánh mắt thanh lãnh cao ngạo có một loại hàng ý người lạ chớ tới gần lượng lờ quanh thân mặc dù còn chưa hoàn toàn nảy nở nhưng nàng đã có phong thái hại nước hại dân tiên nhi ngốc rõ ràng gia hỏa này có ý đồ bất chính với tên vừa mới đi vào kia đại hồng điểu trên vai thiếu nữ liếc xéo nàng một cái giọng nói nữ đồng non nớt phát ra từ miệng ngữ khí rất coi thường tại sao ta lại cảm thấy đã từng gặp kẻ trước mắt này rồi là chuyện khi nào nhỉ thiếu nữ này chính là Cố Tiên Nhi. Sau khi rời khỏi đào thôn, nàng đã bị đại hồng điểu suối dục đến đây. Nàng cho mày lại, ẩn mình trong bóng tối không phát ra động tĩnh nào. Nàng cảm thấy Lam Dật Phi rất quen mắt, hình như từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Nhưng mà trong phút chốc nàng không nhớ ra nổi, chỉ đành tạm gác lại nghi hoặc này, lặng lẽ bám theo sau. Thật ra nàng đã tới đây một thời gian rất lâu, thậm chí còn trước lúc Kim Vân tới một chút. Nhưng mà nàng vừa mới tới chưa lâu thì Kim Vân đã chạy tới, Cố Tiên Nhi vô thức tìm một chỗ trốn, định yên lặng theo dõi tình huống. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1886. Xem ra ta đã thực sự đánh giá thấp ngươi. Thật ra thực lực hiện tại của nàng đã rất mạnh, chẳng qua rất ít khi giao đấu với thế hệ đồng lứa. Cho nên nàng cũng không sợ bị Kim Vân và Lam Dật Phi vừa mới chạy tới phát giác được khí tức của nàng. Nói tới đây, Cố Tiên Nhi cũng rất buồn bực, nàng không tìm được người giao thủ với mình để kiểm chứng thực lực bản thân. Thế hệ trẻ tuổi ở thượng giới không một ai không biết thân phận của nàng, còn ai dám giao thủ với nàng nữa? Đừng nói đến thế hệ trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước, thậm chí một vài tồn tại cổ lão đều từng được nghe chuyện về nàng, biết Cố Trường Ca cực kỳ yêu thương nàng. Người trước kia từng dám ôm ý đồ với Cố Tiên Nhi chính là truyền nhân của Tử phủ. Đáng tiếc sau đó đã dẫn tới việc bất hủ đạo thống sau lưng hắn bị cố trường ca mang người tới hủy diệt, từ đấy mai một biến thành lịch sử. Hồi ấy chuyện này đã kinh động toàn bộ thượng giới, khơi dậy một trận sóng gió dữ dội. Sớm hơn trước đó, cũng bởi vì đắc tội cố tiên nhi mà bộ tộc cổ lão Hải Vương Cung đã bị phong hải mấy chục vạn năm. Từ đó trở đi, sau khi biết được thân phận của cố tiên nhi, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều lẫn tránh hết. Trước kia lúc ở chân tiên thư viện còn có rất nhiều người theo đuổi và thể hiện sự ngưỡng mộ với nàng, tiếc là sau đó đều bị dọa sợ, cho dù ngẫu nhiên gặp nàng cũng không dám nhìn lâu, chỉ sợ rước tai họa về cho mình. Mặc dù cố tiên nhi rất ghét gặp phải rắc rối nhưng giờ đây muốn tìm một đối thủ cũng vô cùng khó khăn, quả thực làm nàng rất phiền muộn bất đắc dĩ. Hết thảy đều do uy thế của cố trường ca quá kinh khủng khiến cho không còn ai dám trêu chọc cố tiên nhi nữa. Thôi, đi xem hai người này muốn làm trò gì mà lại thần thần bí bí như vậy cố tiên nhi cẩn thận che giấu khí tức của bản thân nàng bám theo lam giật phi đi vào trong di chỉ phía trước định góp vui một chút xem có thể trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi không từ miệng của đại hồng điểu nàng biết rất có thể ở đây cất giấu một tiên đan từ thời kỳ cổ lão mặc dù không biết là tiên đan gì nhưng vật có thể dính dáng đến tiên thì đều sẽ không đơn giản vù nhưng mà cố tiên nhi còn chưa đi vào quá sâu trong đó thì thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi thay đổi. Dường như cả người nàng đã nổi lên một lớp da gà, có loại cảm giác không rét mà run. Chẳng lẽ đây là, ngay lập tức vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm trọng, mấy tiểu khí ở dưới tay áo phát ra quan hoa mờ mịt, chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, ẩn nấp kỹ trước đi đã, hai người đó còn chưa phát hiện ra ngươi lúc bấy giờ tức khắc đại hồng điểu đậu trên vai nàng cũng trở nên căng thẳng trong giọng hài đồng non nớt ẩn chứa vài phần khẩn trương chẳng lẽ người này chính là người thừa kế ma công thật sự có phải ta chỉ cần bắt được hắn là có thể rửa sạch tiếng hoang cho gia hỏa cố trường ca kia không cố trường ca gật đầu một cái biểu cảm bình tĩnh trở lại nàng lẩm bẩm có rất nhiều dự tính thoáng qua trong đầu sau đó nàng nghe theo lời của đại hồng điểu ẩn thân trong bóng tối yên lặng theo dõi tình hình trước. Lam Dật phi. Đạo tử kính tiếng của đạo tiên minh kia. Xem ra ngươi che giấu một thân phận không đơn giản nhỉ. Giờ đây tại chỗ sâu trong di chỉ, Kim Vân đang tìm kiếm đang thất kia thì đột nhiên đồng tử Hoàng Kim tản mạnh quang hoa ra. Tập trung vào Lam Dật Phi đang chậm rãi hiện ra phía sau hắn, mở miệng lạnh lùng bảo. Hắn cũng không ngốc, Dĩ nhiên có thể cảm giác được loại khí tức kỳ quái trên người Lam Dật Phi hiện giờ kia. Điều này khiến hắn hoảng sợ bất an, dường như toàn thân đã chịu phải áp chế. Kim Vân là người như thế nào? Ở thời đại đó hắn là thế hệ trẻ tuổi thực lực áp chế tất cả mọi người, không có ai là đối thủ của hắn. Cho nên hắn là người đầu tiên cảm nhận được khí tức trên Lam Dật Phi không giống bình thường. Trước đó hắn không hề coi trọng Lam Dật Phi. Theo hắn thấy Vị đạo tử của đạo tiên minh này chỉ là tuổi trẻ trí tôn điệu thấp mà thôi. Trước mặt người khác hắn mang bộ dạng nho nhã hiền hòa, rất có nghiên cứu đối với âm luật. Nhưng Kim Vân tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp được Lam Dật Phi trong tình huống như ngày hôm nay. Hiển nhiên là đối phương theo hắn đã lâu, một mực giấu kín khí tức của bản thân, đợi đến thời điểm này mới lộ ra. Mục đích là gì không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Bái kiến Kim Vân Huynh thần sắc lam giật phi lạnh nhạt, trường sa xa màu xanh nhẹ nhàng phấp với dưới ánh trăng, trên gương mặt nho nhã lộ ra mấy phần siêu nhiên có vẻ cực kỳ tự nhiên. Hắn không để ý tới thần tình kiên kỵ chấn kinh của Kim Vân, cả người có cảm giác siêu nhiên vật ngoại. Giống như là tới đây chỉ là để làm một việc nhỏ không có ý nghĩa. Xem ra tất cả chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi mới là người ẩn tàng sâu nhất, trách không được lại điệu thấp như vậy. Kim Vân cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền đè xuống sự bất an trong lòng. Lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thân là quái thai cổ đại của tử tiêu cốc, bên người tất nhiên có người thủ hộ, nhưng hiện tại người thủ hộ cấp độ chuẩn đế kia cũng không phát ra chút động tĩnh nào. Điều làm trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, cảm giác chính mình hôm nay tự hồ giữ nhiều lành ít. Đừng nói là tìm kiếm tòa đang thất kia, ngay cả việc còn sống để chạy ra khỏi động phủ này cũng là xa xỉ. Lam Dật Phi không để ý những lời này của Kim Vân, chỉ nói khẽ, vẫn xin Kim Đạo Huynh đừng trách, tại hạ cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Chương 1887 Lam Dật Phi Cường Đại Kim Vân nhướng mày, có chút không hiểu vì sao trong lời nói của Lam Dật Phi lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng ngay thời điểm này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ lãnh đạm nói, nếu ngươi muốn lấy đi sinh mệnh bản nguyên của ta, vậy thì có thể đến đây thử xem. Lam Dật Phi khẽ vuốt cầm nói, Kim Vân Đạo Huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng chống cự vô ích làm gì, trực tiếp giao sinh mệnh bản nguyên cho ta có lẽ còn có thể lưu lại toàn thay. Hắn nói rất bình thản, tự như là trình bày một chuyện nhỏ. Nhưng lời này rơi vào tai Kim Vân lại không khác gì làm nhục, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Đừng nói lời thừa thải, ngược lại ta thật sự muốn xem xem năng lực của người thừa kế ma công đến cùng là mạnh như thế nào. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên kim quang lập lòe từ trong con mắt phun ra tựa như hai đạo thần kiếm vang dội len ken, có thể trảm diệt hết thảy. Hai thanh thập tự đạo kiếm như được quy tắc trật tự ngưng luyện mà thành, ẩn chứa phong mang tuyệt thế làm cho hư không trực tiếp đổ sụp. Bình thường nếu như tuổi trẻ trí tôn đối mặt với một chưởng này thì sắc mặt tuyệt đối sẽ đại biến, khó mà chống cự. Nhưng Lam Dật Phi lại không phải người thường, hắn tự nhiên mở ống tay áo. Thanh quang mịt mờ tràn ngập như có một loại thiên địa đại thế giáng lâm, dường như ở xung quanh đang diễn hóa khai thiên tích địa, phân hóa hỗn độn. Pháp lực vô cùng vô tận liên tục hiển hiện, trên trấn Cửu Thiên, Hạ Lạc Hoàng Tuyền, không xa không giới. Thân là đạo nguyên chân thể, tại thời khắc này loại thể chất cực kỳ thần bí hiện ra vĩ lực khó mà tưởng tượng. Oanh vĩ lực kinh khủng khiến Kim Vân biến sắc, không thể không lựa chọn thủ đoạn còn lại để đối kháng, đoán ra bản thân Lam Dật Phi có một thể chất đáng sợ. Nhưng điều làm hắn bất an là Lam Dật Phi còn chưa từng thi triển tuyệt học thần thông có liên quan đến cấm kỵ ma công. Hắn biết cấm kỵ ma công đáng sợ, nếu không phải vậy sẽ không bị tất cả thế lực đạo thống ở thượng giới kiên kỵ, cho dù là đến bây giờ chỉ cần nghe thấy tên thôi là đã biến sắc. Rất nhanh sau đó hai người bắt đầu giao chiến ở chỗ sâu tại mảnh di chỉ này. Thân ảnh lấp lóe mau lẹ như gió sấm, gần như là không bắt giữ được, phản phất như được dung hợp ở bên trong hư không. Nơi đây trở nên hoàn toàn mơ hồ, quan ảnh xen lẫn, phù văn ẩn hiện. Chấn động kịch liệt như muốn nghiêng trời lệch đất vén lên hết thảy. Nhất là Kim Vân, toàn thân hắn giống như muốn bốc cháy, sợi tóc giống như được đúc từ hoàng kim mà thành một phương đạo vực màu vàng diễn hóa rất nhiều quy tắc chìm nổi quấn quanh ở bên cạnh hắn không ngừng bành trướng va chạm mà tới đối với cái này lam dật phi đã sớm có chuẩn bị hắn nhàn nhạt mở miệng nói ta không định khiến người khác chú ý tới nên đã phong tỏa hoàn toàn nơi đây đêm nay không ai có thể cứu được ngươi ngươi cũng đừng mong dao động nơi đây có thể truyền đi nghe nói như vậy trong lòng kim vân lại lần nữa trầm xuống nhưng kinh nghiệm sinh tử nhiều lần làm hắn biết rõ, giờ phút này cũng có thể có chút sơ sẩy. Cho dù Lam Dật Phi không thi triển cấm kỵ ma công nhưng cũng là một tên đại địch cực kỳ đáng sợ, không phải một tuổi trẻ trí tôn bình thường là có thể so sánh. Kim quang sáng rực như mặt trời thiêu đốt, nặng nề mà hào hùng, lại có vạn sợi kim mang giống như đao kiếm lăng không, trảm diệt vạn vật trực tiếp làm cho hư không sụp đổ. Cả người hắn giống như hóa thành một vòng tròn màu vàng, Khí tức chí cương chí dương tràn ngập giữa thiên địa, có thể áp chế hết mọi tà ma. Đây là bí thuật cấm kỵ của Tử Tiêu Cốc, dù là những tồn tại thế hệ trước cũng chưa từng thấy có thể thi triển ra được. Kim Vân chừng ấy tuổi đã có thể vận dụng lô hỏa thuần thục, thậm chí có thể đem quy tắc chí cương chí dương cô động mặt trời. Từ trên trời rơi xuống sấy khô hết thảy. Nơi này giống như một mảnh đại dương trật tự màu vàng, ngàn vạn sợi quy tắc trật tự đang cuộn trào muốn xây dựng thành thần võng màu vàng. Tay áo lam giật phi siêu nhiên bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhất chân như có thiên địa đại thế rơi xuống, đạo pháp hợp nhất cùng thiên địa nối liền với nhau, trấn sát hướng về phía trước. Giống như trích tiên lâm trần, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa đạo vận nói không nên lời, pháp lực gần như không dứt. Mỗi một loại sát thuật cấm kỵ. Cổ lão thiên công đáng sợ cũng được biến hóa ra từ trên tay hắn. Bọn chúng có thể phân hóa âm dương, Hai thiên lập địa. Mặc dù hai người chỉ là thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng chấn động từ trận giao thủ đủ để khiến tất cả cường giả thế hệ trước tê dại cả da đầu, run rẩy không ngớt. Các loại tuyệt học cổ kim vang dội diễn dịch ở chỗ này, khiến càng không nứt ra, phá tan hoàng vũ. Nếu không phải Lam Dật Phi sớm đã có chuẩn bị phong tỏa bốn phía nơi này thì khi khí tức dao động tuyệt đối sẽ truyền đi rất xa. Chương 1888 Tuyệt vọng đông. Một cự tháp màu vàng giống như được ngưng luyện từ vũ trụ huyền hoàng hiện ra trên đỉnh đầu Kim Vân, phun ra kim quang chói mắt vọt tới chỗ Lam Dật Phi. Nhưng mà thế công của Lam Dật Phi vẫn lăng lệ như cũ, chung lớn diễn hóa bịch một tiếng chấn động đánh lui cự tháp trong không trung. Phục Sau khi hai người giao chiến mấy trăm chiêu, rốt cuộc Kim Vân cũng không nhịn được bị trọng thương phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn tóc tai bù xù, trong thân thể chảy ra vết máu vàng ống cực độ không cam lòng. Đây chính là thực lực của ngươi. Kim Vân nhìn Lam Dật Phi ở phía xa, hoàng kim trong mắt như muốn vỡ vụn rơi xuống, gần như là gào thét rất không cam lòng. Hắn không nghĩ tới ngay cả cấm kỵ ma công Lam Dật Phi cũng chưa thi triển mà đã đánh bại hắn, hai người cùng một cảnh giới nhưng hắn lại không phải là đối thủ của đối phương. Thời khắc này hắn còn cảm nhận được đạo tâm kiên định vô địch từ trước tới nay của mình đang răng rắc vỡ vụn. Khí tức của Lam Dật Phi chỉ hơi biến hóa một chút chứ không bị thương giống như Kim Vân. Hắn lạnh nhạt đứng ở nơi xa, bình tĩnh nhìn Kim Vân nói, "Ta đã từng nói, Kim Vân đạo huynh ngươi không phải là đối thủ của ta, cần gì phải đau khổ chống cự." Thời khắc này dường như Kim Vân đã nghĩ thông suốt hết thảy, cười nói, "Không nghĩ tới ta sống tới nay bỏ qua bằng hữu cũ ở dĩ vãng, bỏ qua hồng nhan ở dĩ vãng, bỏ qua thân tộc sư tôn ở dĩ vãng, kết quả vẫn rơi vào hạ tràng như cũ, khó mà thành đạo hóa tiên, cô phụ chờ mong của bọn hắn. Nếu thời gian có thể quay lại, ta muốn trở về viễn cổ. Trở lại thời đại ta đã từng quen thuộc kia. Làm tri kỷ với hồng nhan, cho dù là hóa thành một nhúng đất vàng, khó khôi phục đỉnh phong, khó tìm được tiên lộ thì ta cũng cam tâm tình nguyện hắn tự ngạo không gì sánh được trước đó hắn cảm thấy thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ cố trường ca ra sẽ không còn người có thể là đối thủ của hắn ngay cả bọn người lục quan vương quân diêu thiên hoàng nữ hắn cũng không để ở trong mắt nhưng ai ngờ đạo tử của đạo tiên minh điệu thấp như thế vậy mà lại có thực lực khủng bố như thế điều kiện tiên quyết là hắn còn chưa từng thi triển cấm kỵ ma công kim vân cười thảm sắc mặt thảm bại không còn tâm trạng tranh phong dù cho hắn có không ít bảo mệnh chi vật nhưng theo hắn thấy thì hiện tại không cần thiết phải lấy ra. Hắn không chỉ bại, còn bại rất triệt để, không có bất kỳ cơ hội và chỗ trống nào. Nghe nói như vậy, Lam Dật Phi trầm mặt, biết được đây là dấu hiệu đạo tâm của Kim Vân vỡ vụn, đạo tâm vô địch mà một mình hắn nắm giữ đã sụp đổ. Thực ra theo hắn thấy, ý niệm này cũng là do rất nhiều cổ đại quái thai niêm phong cất vào kho sinh ra vốn cho rằng có thể khôi phục ở hoàng kim đại thế này có thể lập chân đỉnh phong tiến đến tiên đạo đạt đến thành tựu mà vạn cổ không hề có quét ngang vô địch thủ trên trời dưới đất nhưng có ai biết rõ hoàng kim đại thế sáng chói này càng là tàn khốc thiên kiêu như sâu kiến cỏ rác chỉ là mấy quân cờ cho người dùng hoặc là trở thành đồ ăn bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hoạch kim vân không mạnh sao ở thời đại của hắn hắn chính là thiên hạ vô địch có một không hai cùng với thế hệ chi vương khiến vô số người kính ngưỡng e ngại nếu không phải do tình thế bất đắc dĩ ta thật sự muốn thưởng trà luận đạo cùng với huynh trưởng biết bao thích ý vui sướng lam dật phi nghĩ đến tình cảnh của mình khóe miệng không nhịn được toát ra một nụ cười khổ lời này của ngươi là có ý gì kim vân ngây ngẩn cả người vốn cho rằng ở thời điểm này lam dật phi sẽ đến lấy sinh mệnh bản nguyên của mình nhưng không ngờ Lam Dật Phi cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, tựa như có rất nhiều lời khó nói, càng giống như đây hết thảy không phải chủ ý của hắn. Hình như hắn có nỗi khổ tâm gì đó. Lam Dật Phi nhìn Kim Vân, biểu tình dần bình tĩnh nói, tại hạ chỉ là một con cá nhỏ, mặc kệ là dãy dụa thế nào đều không thể tránh khỏi quỷ tích cố định. Hoa khai hoa lạc, trôi theo dòng nước một đi không trở lại. Hắn không dám nói thêm gì khác, bởi vì có quan hệ với ma chủ nên hắn thậm chí không thể tiết lộ bất cứ sự tình gì có liên quan đến cố trường ca. Tuy nhiên ở thời điểm này, trong mắt hắn Kim Vân chẳng khác nào người chết, nói thêm một câu đối với hắn cũng không có gì. Cái gì? Kim Vân nghe nói vậy chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng giống như bị cái gì đánh trúng, sững sờ ngay tại chỗ thật lâu không tỉnh táo lại. Một cổ hàng khí đáng sợ xộc thẳng lên đỉnh đầu hắn, dù là hắn cũng không nhịn được trùng mình hắn không ngốc đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói này của lam dật phi lam dật phi nói hắn cũng chỉ là bị người khác khống chế mọi việc hắn làm không phải bản ý của hắn là tình thế bất đắc dĩ có thể khống chế lam dật phi hắn là người nào chứ đạo tử của bất hủ đạo thống đạo tiên minh kế nhiệm đạo tiên minh trong tương lai đứng trên đỉnh phong ở thượng giới thống lĩnh trăm vạn cương vực và vô tận sinh linh hắn có thân phận như vậy ai có thể lợi dụng hắn, khống chế hắn. Chương 1889 Người mà chỉ nghe thấy tên cũng khiến ngươi tuyệt vọng. Kim Vân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh không dám suy nghĩ sâu xa thêm. Vũng nước ở thượng giới còn đục hơn hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ, thật sự là không thể tưởng tượng. Người thừa kế ma công chân chính là ai? Hắn không nhịn được cấp cáp hỏi Lam Dật Phi. Nhưng Lam Dật Phi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, hắn là người mà. Chỉ cần nghe tên ngươi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không có cách nào để lộ quá nhiều, mà chuyện này cũng không cần thiết. Chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên đôi mắt của Kim Vân Trừng lớn, trong đầu hiện lên một thân ảnh điện quan thạch hỏa làm hắn run rẩy sợ hãi đến cực hạn. Giờ khắc này dường như thần hồn của hắn cũng bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến mức sắp ngạt thở. Vù. Sau một khắc, một tia ô quan từ dưới ống tay áo của lam giật phi bay ra giống như một loại hạt giống thực vật nào đó xuyên qua phần bụng của kim vân thẩm thấu vào da phế phủ cuối cùng cắm rễ ở bên trong linh hải thậm chí hắn còn không kịp kêu thảm một tiếng dường như cả người cũng bị khô cạn tất cả lực lượng đều bị thôn phệ hầu như không còn thời gian vừa vặn lam giật phi tính toán thời gian thấy vậy thì hơi khép hờ hai mắt giống như là rất không đành lòng mặc dù lúc trước hắn lấy được nửa bộ cấm kỵ ma công từ trong tay tô thanh ca và cũng đã thử qua thế nhưng chỉ có tự mình làm mới có thể cảm nhận rõ ràng loại công pháp cấm kỵ này kinh khủng tới cỡ nào nếu không phải là bất đắc dĩ hắn sẽ không nguyện ý làm như vậy không mất nhiều thời gian đạo ô quan cấm rễ trong thể nội của kim vân lại bay trở về ống tay áo của lam dật phi lần nữa sau đó trở nên yên ắng hắn nhẹ nhàng thở dài định quay người rời khỏi nơi đây nhưng lúc này dường như hắn nghĩ tới điều gì đó chợt nhìn thoáng qua bầu trời phía trên lông mày không khỏi nhíu lại người thủ hộ của kim vân vẫn luôn chưa từng hiện thân xem ra là ta quá lo lắng rồi hắn đã sớm có tính toán có lẽ là đã liệu được hết thảy nghĩ như vậy trong lòng của hắn càng thêm bất lực cho dù không có hắn chỉ e cố trường ca cũng sẽ có an bài và kế hoạch khác Ngươi chỉ cần an tâm hoàn thành những việc thuộc bổn phận của mình, công tử sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy." Một người áo đen ẩn trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện bên người Lam Dật phi, giọng nói đạm mạc bình tĩnh giống như không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Không nghi ngờ gì nữa đây là một kẻ thành đạo, vừa rồi cũng chính là hắn đã xuất thủ giải quyết người thủ hộ của Kim Vân. Lam Dật phi nghe vậy khóe miệng hiện lên nụ cười khổ không tiếp tục nhiều lời biến mất theo thân ảnh của người áo đen nọ ngay tại chỗ. Hắn rõ ràng một việc, cho dù mình không làm gì thì đêm nay Kim Vân hoặc là tuổi trẻ trí tôn khác sẽ phải chết ở đây. Mặc dù cố trường ca không có mặt nhưng vẫn có thể khống chế thao túng hết thảy. Mà sau khi Lam Dật Phi rời khỏi nơi đây, cố tiên nhi nhờ pháp khí đặc thù che giấu khí tức của bản thân mới bước ra với vẻ phẫn nộ, cảm thấy không thể tin được tất cả sự việc trước mặt. Đại Hồng, Ta? Ta đã nhìn thấy cái gì vậy? Nàng không nhịn được lẩm bẩm với đại hồng điểu bên cạnh. Đại hồng, rốt cuộc là ta đã nhìn thấy cái gì? Sau khi thân ảnh của Lam Giật Phi hoàn toàn biến mất, Cố Tiên Nhi mới âm thầm hiển lộ thân ảnh, lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng cũng sẽ không tin được tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm nay. Lúc đầu nàng coi Lam Giật Phi chính là người thừa kế ma công ẩn tàn cực sâu, xưa nay vẫn luôn thần bí điệu thấp. Thậm chí cố tiên nhi còn nghĩ nếu bắt được hắn thì sẽ rửa sạch hiềm nghi cố trường ca là người thừa kế ma công. Nhưng lại không ngờ vậy mà Lam Giật Phi cũng có nỗi khổ tâm, giống như một quân cờ bị một bàn tay vô hình khống chế. Hắn không phải người thừa kế ma công thật sự. Người thừa kế ma công thực sự là một người hoàn toàn khác, ẩn tàng cực sâu, khó mà tưởng tượng. Đây không phải chuyện mà một nha đầu ngốc như ngươi có thể quản được lúc này đại hồng hiếm khi không trào phúng cố tiên nhi mà cực kỳ ngưng trọng nói nó cũng tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối ngay cả vị đạo tử thần bí của đạo tiên minh cũng chỉ là một quân cờ thì lai lịch của người sau lưng hắn chỉ có thể dùng cụm từ kinh khủng ngập trời để hình dung đây không phải lần đầu tiên cố tiên nhi nghi ngờ mình không có khả năng chọc vào động một tí cũng có thể dẫn đến họa sát sinh nhưng vì sao ta lại cảm thấy rằng dường như ta biết rõ ai mới là người thừa kế ma công chân chính? Cố tiên nhi trầm mặt, chẳng biết vì sao trong lòng luôn có một cảm giác quá dị. Nàng cũng không rõ đây là suy đoán hay là trực giác. Người thừa kế ma công cực kỳ thần bí kia từ trước tới nay chưa từng hiển lộ chân dung ở thượng giới, không ai biết được hắn là nam hay nữ. Hiện tại tất cả lão tổ kẻ thành đạo của các thế lực đạo thống đều nhao nhao xuất thế nhưng cũng không thấy người thừa kế ma công thu liễm tính tình. Từ điểm này cho thấy hắn là người phách lối cùng thế, không để tất cả các thế lực đạo thống vào trong mắt. Chương 1890 Tuyên cáo rửa oan Dù sao đây cũng không phải là việc mà tiểu nha đầu ngươi có thể quản. Mau tìm viên tiên đang kia đi rồi rời khỏi nơi thị phi này nếu không một lát nữa chắc chắn sẽ có người phát hiện cổ đại quái thai của tử tiêu cốc vẫn lạc. Đại hồng điểu khẩn trương thúc giục, lo lắng sẽ có người tìm tới, sau đó nó và cố tiên nhi không tránh khỏi việc bị gán tội. Một tuổi trẻ trí tôn của bất hủ đại giáo vẫn lạc. Hơn nữa còn bị đoạt đi sinh mệnh bản nguyên. Nếu chuyện này bị truyền đi thì nhất định sẽ gây ra gợn sóng và oanh động cực lớn hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng gia hỏa cố trường ca kia mới chính là người thừa kế ma công lần này thì hay rồi hiềm nghi về hắn đã được loại bỏ ngươi không cần phải lo lắng xảy ra chuyện này gia hỏa cố trường ca kia lại thành người sau cùng được lợi thấy cố tiên nhi vẫn không nói gì đại hồng điểu không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng một cái ừm nghe vậy cố tiên nhi càng kinh ngạc hơn cổ ý niệm kỳ dị trong lòng càng trở nên rõ ràng ngược lại là cố trường ca trở thành người sau cùng được lợi. Chuyện này thật sự trùng hợp như vậy sao? Hay là nó vẫn luôn nằm trong kế hoạch được vạch sẵn? Nàng chợt nhớ đến lúc ấy Lam Dật Phi nói ra câu kia, người thừa kế ma công chân chính. Kẻ mà nghe tên sẽ khiến người tuyệt vọng. Thượng giới lớn như vậy, đến cùng là ai mới có thể có uy thế và năng lượng khủng bố đến mức đó? Nếu hình ảnh phản chiếu ở vãng sinh đàm là thật không thể nào đâu hy vọng đây chỉ là suy đoán của ta ấn đường cố tiên nhi nhíu chặt biểu lộ vừa phức tạp vừa xoắn suýt sau đó nàng thở dài một tiếng tạm thời đặt ý niệm này xuống dự định đi tìm viên tiên đan kia cùng với đại hồng điểu trước đã mà khoảnh khắc cổ đại quái thai kim vân rơi xuống tử tiêu cốc trong số những tu sĩ sinh linh chờ đợi kim vân ở mảnh di chỉ này đột nhiên có một người sắc mặt đại biến nói không xong rồi mệnh bài của đại nhân đã vỡ vụn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, âm thanh run rẩy, cảm giác như bầu trời muốn sập xuống. Cái gì? Mệnh bài của đại nhân vỡ rồi. Những người còn lại nghe vậy giống như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ không dám tưởng tượng. Thế nhưng Kim Vân hắn chính là tuổi trẻ chí tôn có một không hai của một thời đại. Sao hắn lại vẫn lạc ở bên trong tòa động phủ này? Thảm rồi, thảm rồi nhân gia rơi vào nơi này, khẳng định là nhóm chúng ta một người cũng đừng mong sống sót. Sắc mặt của tất cả mọi người trở nên tái nhật không gì sánh được. Bọn hắn đã dự cảm được tiếp theo sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Rất nhanh sau đó, tin tức cổ đại quái thai kim vân của tử tiêu cốc vẫn lạc bên trong tòa phủ động bị lan truyền ra ngoài nhanh như thể được mọc thêm cánh. Tin tức như vậy truyền tới không khác gì một ngôi sao băng rơi xuống biển sâu, gây nên sóng to gió lớn. Tất cả tu sĩ sinh linh nghe được tin này, ai ai cũng kinh hãi hoảng sợ tột độ. Bên trong tòa động phủ, bọn người lục quan vương quân diêu, thiên hoàng nữ, kim thiền Phật tử và tất cả tuổi trẻ trí tôn cũng đồng loạt rơi vào trầm mặt. Bọn hắn tự nhận mình không thua kém bất kỳ kẻ nào. Tất nhiên cũng không yếu hơn Kim Vân, thế mà bây giờ Kim Vân lại vẫn lạc ngay trước mắt bọn hắn. Cái này sao có thể không khiến bọn hắn kinh hoàng cho được, thậm chí là sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì Kim Vân, chết thảm trong tay người thừa kế ma công, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng bị thôn vệ, bị cướp đoạt hầu như không còn. Giống như những thiên kiêu trẻ tuổi gặp phải người thừa kế ma công trước đó. Người thừa kế ma công lại hiện thân lần nữa, đồng thời còn trắng trợn giết chết cổ đại quái thai của tử tiêu cốc. Cướp đoạt sinh mệnh bản nguyên của hắn. Như vậy cũng quá khoa trương rồi, rõ ràng trước đó tử tiêu cốc còn đang thảo phạt người thừa kế ma công đồng thời tuyên bố trường ca thiếu chủ chính là người thừa kế ma công nhưng mà ai có thể nghĩ đến người thừa kế ma công cường thế phách lối như vậy thế mà lại hiện thân ngay thời điểm này hung hăng vả mặt tử tiêu cốc có lẽ là người thừa kế ma công cảm thấy coi khinh loại hành vi này không muốn bị người khác thay thế thân phận của hắn nên mới bí quá hóa liều tin tức vừa được truyền ra tất cả mọi người đều nghị luận xôn xao. Mà lúc này, linh khí mênh mông ở bên ngoài tuyệt âm thiên phun trào mãnh liệt giống như một con sông lớn. Thánh nữ gian sở sở của nhân tổ điện đứng ra truyền đi âm thanh của mình. Bất cứ ai vu hãm cố trường ca là người thừa kế ma công đều sẽ là địch nhân của nhân tổ điện ta. Mặc dù thoạt nhìn nàng cực kỳ thanh lãnh siêu nhiên, nhưng ở thời khắc này giọng nói của nàng thậm chí còn lộ ra mấy phần mãnh liệt sắc bén không một tu sĩ nào dám đối mặt với nàng khi nàng quét mắt nhìn tới đều không nhịn được cúi đầu xuống đương nhiên sau khi khiếp sợ qua đi cũng có rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng hô hưởng ứng tại thời khắc nguy nan tuyệt âm thiên bộc phát tất cả các đại thế lực đạo thống đều không hề để ý gì đến sinh tử của bọn hắn ngược lại là thánh nữ gian sở sở của nhân tổ điện và cố trường ca đã cam nguyện bất chấp hiểm nguy mà xâm nhập vào tuyệt âm thiên chỉ dựa vào phần nhân nghĩa này không biết đã bỏ xa các thế lực đạo thống như vô tận hỏa quốc. Thiên Hoàng Sơn, tử tiêu cốc bao nhiêu? Bọn hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì mà nói Cố Trường Ca chính là người thừa kế ma công? Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.